Xin chào anh chị, mình là Nguyễn Quang Châu, hiện giờ đang phụ trách tại hãng xe Motorola Enfield. Hôm nay thì mình có một cái điều rất là thú vị mang tới cho anh chị ở tại thị trường Việt Nam. Hiện giờ mình đang ở ngay tại Việt Nam quay cái chiếc xe Royal Enfield này có tên là Classic. Đó, mà các anh chị không tin đang ở Việt Nam thì mình đang ở ngay tại Việt Nam đây. Đó, đây là đường Nguyễn Lương Bằng đây, ngay tại Việt Nam nha. Đó, hiện giờ mình đang ở ngay tại Việt Nam. Không, quay để cho anh chị nhìn thấy rằng là ngay tại Việt Nam hiện giờ là chiếc xe Motorola Enfield này đây. Mọi chuyện mấp mé thì cũng đã tới, thì mình xin giới thiệu đây là hai chiếc xe Royal Enfield Classic phiên bản màu Battle Green, màu quân đội. Hai chiếc xe này thì hiện giờ là mình đã gắn cái cản chống đổ lên, phụ kiện option đi theo xe và được nhiều dân chơi rất là thích. Đó, anh chị nhìn thấy cái cản chống đổ này hiện giờ đã có mặt tại Việt Nam, rất tuyệt vời luôn. Cái cản này để mình đo quay từ phía sau cho anh chị coi, nếu tính ra là nó bằng cái cắt chân, tính ra cái chân của mình để ở đây. Đó, mình đo lên cho anh chị xem, cái chân mình để ở đây ngồi lên luôn. Cái chân mình ở đây thì đó, tính ra là nếu như mà cái cản này nó rất là tiện nha, có thể mình gác chân đây, gác chân đây. Đó, mình có thể mình gác chân đây mình đi cũng được. Đó, cái cản này mình gác chân đây mình đi cũng được nè. Gác chân lên đây mình ngồi, mình đi xa thì có thể là nhiều khi mình mỏi chân á, thì mình có thể mình gác chân lên đây, gác chân ở phía dưới. Không, gác chân ở chỗ này không được, gác chân ở đây. Nó có thêm một nấc gác chân nữa. Thì về cái chống đổ này thì nó rất là tiện. Đặt đại loại một trường hợp là mình phòng chống thôi, mình nói thôi. Nhưng mà nếu như một cái chiếc xe mà nó đi ngược từ phía này, nó đi ngược từ cái phía này mà nó đi ngược vào đây thì là mình vẫn được an toàn. Đó, nó vừa bảo vệ cho cái chân của mình mà nó vừa bảo vệ khi mà xe nó ngã nữa. Đó, thì đây là cái phần mà cái bát nó bắt vào cái ống sườn, cái bát bắt vào cái ống sườn, bắt vào cái ống sườn giữa. Ở dưới đây thì nó bắt vào cái ốc ở phía dưới, ở phía dưới gần phía lốc máy. Đó, tính ra là nó bắt vào bốn con ốc. Đó, chị nhìn thấy ha. Mình nhìn quay xa cho anh chị xem. Đó, đó, rất là nhiều các anh chị đang có nhu cầu mà đặt về cái cản này thì xin vui lòng liên hệ với Châu theo số điện thoại 0938 110708 để biết thêm thông tin chi tiết về cái cản này. Dự tính thì cũng có rất là nhiều cái cản sẽ ra mắt vào khoảng tháng 12, tháng 1 năm 2017 này. Đó, anh chị nhìn thấy ha. Cái cản này tính ra là nó vừa bằng với cái đó, tính ra là nó vừa bằng mí với cái ghi đông. Tính ra nó vừa bằng với cái ghi đông luôn. Mình đo là vậy, là nó vừa bằng cái ghi đông luôn. Đó, gác chân lại cho anh chị xem. Mình lên lại cho anh chị xem. Đó, là phù hợp. Tính ra nó vừa bằng cái ghi đông. Không, nó nhỏ hơn cái ghi đông xíu, ngắn hơn ghi đông xíu. Mình đo thử nó từ cái sườn này ra thì tầm khoảng gan rưỡi. Đó, cái gác chân phụ của nó thì nó tầm khoảng gần một gan. Đó, gần một gan. Đó, thì cũng xin cảm ơn các anh chị trong thời gian vừa qua đã ủng hộ Châu về cái dòng xe Royal Enfield này có mặt tại Việt Nam. Đây là một cái dòng xe có thương hiệu từ Anh Quốc, sản xuất lắp ráp tại Ấn Độ. Hiện giờ chiếc xe mà anh chị đang nhìn thấy là màu Battle Green, màu này có giá là 127 triệu, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ và các chi phí đăng ký khác.
rất đẹp. Cái cảng, đây là một cặp song sinh. Một cặp song sinh mà khách hàng đã lấy biển số rồi và chuẩn bị về Việt Nam để chạy. Bật mí thì đây là khách hàng người nước ngoài. Đó, xin cảm ơn các anh chị ạ.